Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục giải thích cho các bạn một số cái thông tin liên quan đến cái việc là YouTube nó có cái bản cập nhật mới là gắn nhãn video với các cái nội dung mà sử dụng công cụ AI để làm video YouTube. Thì hôm trước thì mình có đăng một cái video về cái bản cập nhật của YouTube thì không ngờ thì nó lại cũng nhiều các bạn quan tâm, chứng tỏ là rất là nhiều các bạn làm YouTube, các bạn kiếm rất là nhiều tiền bằng cái công cụ AI. Đâm ra là các bạn xem nhiều. Quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn. Thế tuy nhiên thì các bạn xem xong thì các bạn vẫn có rất là nhiều cái câu hỏi thắc mắc. Thì mình sẽ cố gắng mình làm cái video mình giải đáp cho các bạn để các bạn đỡ phải thắc mắc nữa. Với thứ hai nữa là mọi cái thông tin mình chia sẻ ở đây ấy, thì trên cơ sở là mình tìm hiểu được thôi. Với hai nữa là từ các cái nguồn, từ nước ngoài và các cái xác nhận của YouTube. Chứ hiện tại thì nó cũng chưa có cái gì rõ ràng đối với cái này. Bởi vì hiện tại YouTube nó vẫn đang nghiên cứu các cái thuật toán để nó có thể hoàn thiện cái việc là nó kiểm soát cái việc là người sáng tạo nội dung làm video bằng AI. Và kiểu nó thường nó sẽ nhắm đến những cái người mà dùng AI để lạm dụng AI ấy, để lừa đảo rồi là khiến cho khán giả hiểu nhầm ấy. Đấy, cái đấy thôi, chứ còn nếu như là những cái người mà dùng AI chân chính như kiểu mình hoặc là như cả những cái người sáng tạo nội dung khác mà làm dùng AI để thực sự là cái công cụ mà tạo video ấy, thì YouTube nó cũng không phải là nhắm vào những cái người đấy đâu. Ok, trước tiên là đi đến phần câu hỏi là một số bạn hỏi. Thế còn bạn nào mà chưa biết được cái cập nhật này của YouTube ấy, thì mình nhắc lại là hiện tại thì YouTube đã bắt đầu yêu cầu tất cả các nhà sáng tạo nội dung khi up video, tức là khi đăng video lên nền tảng, thì sẽ phải có cái phần chọn là có hoặc không là sử dụng cái công cụ AI để tạo ra cái gọi là người giả này, rồi là các cái nội dung mà kiểu mô phỏng một sự kiện, sự vật có thật, nhưng mà thực tế thì cái sự vật đấy nó không xảy ra, và kiểu làm giả một cái ai đó, đóng giả một người là chuyên gia giải thích về một cái lĩnh vực nào đó, đặc biệt là những cái lĩnh vực nhạy cảm như là y tế này, bầu cử này, hoặc là những cái tin tức nóng hổi chính trị các thứ đấy, thì các bạn sẽ phải chú ý là các bạn sẽ phải bình chọn là có hoặc không. Thế còn nếu mà ở trên điện thoại các bạn đăng bây giờ nó chưa có cái phần mà chỉnh, tức là chưa có cái phần chọn ấy, thì các bạn sẽ phải đợi nhé, hoặc là các bạn phải vào YouTube Studio và các bạn mở YouTube Studio trên điện thoại giống như trên máy tính và các bạn sửa cái video của các bạn là bạn phải chọn có hay không. Bởi vì nếu như các bạn mà không chọn nhá, thì YouTube nó sẽ, một là nó sẽ thực hiện cái quyền nó tự chọn, và hai nữa là nó có thể nó sẽ khóa kênh, hoặc là xóa video thì nhẹ hơn, hoặc là nặng hơn thì nó có thể khóa kênh của các bạn. Thì đấy là các bạn chú ý nhá. Thế còn một số cái câu hỏi các bạn thắc mắc nó liên quan đến cái việc là các bạn dùng cái giọng AI, tức là giọng AI để các bạn có thể đọc truyện, review phim, thì các bạn sẽ nên chọn là có hay không là một. Cái thứ hai nữa là các bạn làm video hoạt hình bằng các công cụ AI, ví dụ như là các bạn tạo ảnh này, sau đó là các bạn tạo các cái đoạn clip ngắn hoạt hình, sau các bạn dùng cái voice, tức là dùng cái giọng AI để các bạn tạo ra cái video hoạt hình các bạn đăng lên YouTube, thì các bạn có nên chọn có hay không. Đấy, thì thứ nhất để giải thích, cái câu thứ nhất là cái câu về phần là dùng giọng nhé, giọng AI để review truyện với review phim. Thì hiện tại ý, thì theo ý kiến cá nhân của mình ý, thì hiện tại các bạn vẫn có thể là chọn là không. Bởi vì là theo cái giải thích của YouTube ý, thì cái phần này nó có thể liên quan đến cái việc là các bạn hỗ trợ cho sản xuất, tức là production assistant. Đấy, tức là hỗ trợ cho việc là sản xuất video. Bởi vì là mình có thể là sản xuất video, nhưng mà mình muốn sản xuất video có kịch bản các thứ, nhưng mà mình không có thể là kiểu làm được những cái hoạt hình các thứ ấy, thì mình có thể dùng AI để mình hỗ trợ tạo ra các cái đoạn clip hoạt hình. Thứ hai nữa là mình kiểu không thể nói được các cái giọng khác nhau, đâm ra là mình phải dùng AI để mình tạo ra giọng nói. Thì cái đấy nó sẽ liên quan đến cái phần production assistant nhé. Mặc dù đấy mình có tham khảo trên mấy cái báo các thứ đây, báo nước ngoài như NBC News thì họ cũng đề cập đến cái vấn đề này. Nếu như mà mình sử dụng cái giọng text to speech nhé, đây, tức là họ có nhắc lại là not all of the example NBC News previously found YouTube would be liable, tức là không phải là tất cả các cái video mà họ tìm được trên YouTube là phải gắn nhãn, là đều là phải chọn là có. Bởi vì ví dụ sử dụng cái AI text to speech, công nghệ text to speech, tức là công nghệ chuyển văn bản từ chuyển văn bản sang giọng nói đấy. Đấy, để sáng tạo các cái giọng nói thì không cần phải gắn nhãn, trừ khi là video đó là để cố gắng để lừa đảo cái người xem với một cái giọng thật. Tức là bạn, nếu mà bạn dùng cái giọng gọi là
clone ấy, tức là giọng bạn clone giọng của Bill Gates hoặc giọng của Elon Musk hoặc là giọng của Donald Trump chẳng hạn, để bạn làm video ấy, thì lúc đấy thì các bạn sẽ phải là chọn có. Thế còn nếu mà bạn chỉ dùng một cái gọi là giọng đọc bình thường thôi, giọng ở trên BB này, giọng ở Element Lab này, hoặc là giọng ở Amazon Polly ấy, thì các bạn sẽ có thể là khai được không. Nhân tiện là bạn nào mà đang dùng VB cái gọi là gói dùng thử ấy, và bạn muốn mua cái VB để các bạn làm video ấy, thì các bạn nhớ chú ý nhé. Cái thằng này nó hay có các cái ưu đãi này lắm, ưu đãi giảm 50% hoặc là gấp đôi ký tự ấy, thì các bạn cứ để ý và các bạn theo dõi. Nếu mà nó xuất hiện những cái này ấy, thì các bạn hãy mua gói cước nhé. Đây là các cái gói cước của nó, nhưng miễn phí thì các bạn sẽ được 3.000 ký tự một ngày, giọng đọc tiêu chuẩn và ký tự tối đa là 3.000 ký tự một thiết bị. Thế còn tiêu chuẩn thì là 199.000 đồng một tháng. Các bạn có ưu đãi đặc biệt là giảm 50% thì chắc nó chỉ còn tầm 100.000 thôi. Số lượng ký tự là 7.2 triệu, giọng tiêu chuẩn và tối đa là 20.000 ký tự, thiết bị đồng thời 3 thiết bị. Thế còn gói chuyên nghiệp nhé, chuyên nghiệp là 399, nó có rơi vào 400.000 ấy, tương đương với khoảng 200.000 một tháng ấy, là được 15 triệu ký tự và tối đa là bạn chuyển đổi được 50.000 ký tự nhé. Thiết bị 5 thiết bị. Đấy, nói chung là rất là nhiều ưu đãi thì các bạn nhớ chú ý. Hiện tại là như vậy nhá. Nếu mà YouTube nó có thêm cái thông tin cập nhật về cái vấn đề này thì lúc đấy thì mình sẽ thông tin lại cho các bạn. Nhưng mà cái này nó không liên quan đến việc là các bạn là bật kiếm tiền hay tắt kiếm tiền nhá. Bạn nếu mà bạn review chuyện bằng giọng AI ấy, thì có thể nó vẫn tắt kiếm tiền các bạn như bình thường. Bạn review phim thì nó vẫn đánh bản quyền rồi vi phạm nguyên tắc cộng đồng như bình thường nhá. Cái này nó không liên quan đến cái đấy. Ok, thứ hai nữa, về cái phần hoạt hình thì các cái giọng hoạt hình các thứ thì nó cũng tương tự trong cái trường hợp này, thì các bạn cũng có thể là đánh vào là không, tức là có thể xác minh vào là không, bởi vì cái này nó giống như ở YouTube này, theo cái thông báo của YouTube ở đây là cái thông báo của YouTube nhá, trong cái YouTube official blog này nhá, là nó nói là cái phần này bạn không cần phải khai, đó là cái nội dung mà thực tế là nó, tức là nội dung nó hoàn toàn là ảo ấy. Unrealistic content such as animation. Animation là hoạt hình ấy, tức là những cái kiểu dạng video hoạt hình thì nó sẽ là video không có thật. Ở đây nó đưa ra một cái ví dụ, đó là một con kỳ lân cưỡi qua một cái thế giới ảo, thì nó nói thế thì nó cũng không ấy lắm. Ví dụ như mà mình muốn làm một cái hoạt hình Nobita với lại Doraemon thì sao, thì nó cũng là hoạt hình nhá, thì cũng là ảo, thì các bạn cũng không cần phải khai, tức là không cần phải đánh vào là có, tức là bạn sẽ đánh vào là không nhá. Ok, còn một số cái câu hỏi của các bạn thắc mắc trên kênh của mình ấy, là thứ nhất là hiện tại thì nếu mà các video mới thì mình sẽ là chọn có hoặc không. Thế còn các video cũ thì sao, thì các bạn có cần phải sửa hay không? Thực tế là YouTube Studio thì các bạn có thể sửa video hàng loạt, nhưng mà hiện tại nó chưa cung cấp cái chức năng để sửa cho phần gắn nhãn này. Đơn giản là hiện tại thì các bạn có thể đợi nhé, khi nào mà YouTube Studio nó cập nhật thì các bạn có thể sửa lại những cái video cũ. A1, thứ hai, nếu mà bạn dùng các cái tool như là kiểu InVideo, Pictory, rồi là những cái tool mà tạo video bằng AI ấy, mà nó tạo, tức là tạo video từ cái prompt văn bản ấy, sau đó là nó sẽ ra các cái stock video này, video stock này, rồi là các cái giọng nhân tạo ấy, thì các bạn có thể chọn có hay không. Thì thực ra thì theo mình ấy, giống như mình giải thích vừa rồi ấy, nó vẫn giống như là cái trường hợp là mình dùng AI text to speech thôi, thì bạn vẫn có thể là chọn là không nhé. Ok, thế còn một cái nữa là nếu như mà các bạn dùng một vài cái ảnh tạo bằng AI hoặc là video tạo bằng AI để minh họa cho cái video YouTube của các bạn, thì các bạn đánh vào là có hay không, thì hiện tại các bạn vẫn đánh vào không, bởi vì cái đấy nó là phần nhỏ thôi, phần hỗ trợ sản xuất, thì các bạn vẫn đánh vào không. Ok, còn một câu nữa là nếu như mà nội dung của bạn tự quay, tự edit, tự chỉnh sửa các thứ mà bạn đăng lên YouTube, thì các bạn có cần khai báo không? Các bạn là có cái khai báo nhé, nhưng mà các bạn vẫn chọn vào không. Ok, còn nếu như mà các bạn làm video short đăng lên YouTube, thực ra thì khi các bạn đăng video từ điện thoại ấy, kể cả là short hay là dài, tức là ngắn hay dài ấy, thì đều không có cái chỗ để các bạn chọn. Nhưng mà sắp tới thì YouTube rồi có thể nó sẽ cập nhật để cho cái app trên điện thoại nó có thể là phần chọn có hay không. Còn bạn nếu mà bạn muốn là muốn chọn ấy, thì các bạn sẽ phải vào trong cái studio trên điện thoại giống như trên máy tính, thì các bạn có thể vào đấy bạn sửa bạn chọn có hay không. Ok, đó là tất cả các cái nội dung liên quan đến cái bản cập nhật và một số cái câu hỏi mà các bạn hỏi trên kênh của mình, một số thông tin hữu ích dành cho các bạn. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái vấn đề này thì các bạn có thể comment bên dưới. Nếu như bạn mới đến kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình để sẽ theo dõi những video tiếp theo, những mẹo về YouTube và những cái cập nhật mới nhất về YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.